Thằng Việt cộng nó vẫn là thằng Việt cộng. Dân tôi thường nói, mấy thằng Việt cộng đắp mìn, đắp mô làm lật xe đò, mấy thằng Việt cộng thải lựu đạn vào rạp hát Cẩm Vân ở Phú Nhuận. Mấy thằng Việt cộng pháo kích hỏa tiễn 122 ly bừa bãi vào nhà dân ở thành phố Sài Gòn suốt cả mấy tháng trời vào năm Mậu Thân. Mấy thằng Việt cộng đã pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy ở Định Tường làm 32 học sinh tử vong và 55 học sinh khác bị thương. Mấy thằng Việt cộng đặt bom ở khách sạn Majestic. Ở nhà hàng Mỹ Cảnh, mấy thằng Việt cộng chôn sống hàng ngàn dân tại Huế năm Mậu Thân, mấy thằng Việt cộng hay bắt cóc dân lành vào bưng, mấy thằng Việt cộng chuyên nghề khủng bố dân. Lúc đó tôi mới vừa 13 tuổi, tôi thường nghe dân tôi nói như thế, chưa bao giờ tôi nghe dân tôi gọi là anh Việt cộng hay ông Việt cộng hay chú Việt cộng. Ngoài ra, tôi cũng biết bắt đầu đọc báo Chính Luận, Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Tin Sáng, Sóng Thần, Sài Gòn Mới, Đông Phương, Tiền Tuyến. Và hàng chục tờ báo khác nữa mà tôi chẳng thể nào nhớ hết và còn biết xem truyền hình để tìm hiểu thêm sự thật. Tôi hiểu rất rõ nghĩa của Việt Cộng chỉ là người Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng sản. Hay nó là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn chẳng có nghĩa, xấu. Đã là người Việt Nam thì phải được gọi là anh Việt Cộng hay ông Việt Cộng hay chú Việt Cộng. Nhưng thưa thật với quý vị, tôi chưa từng nghe ai nói như thế. Tôi nghĩ có lẽ Việt Cộng chuyên nghề khủng bố nên dân tôi phải gọi bằng thằng mà thôi, chẳng có còn một cách gọi khác. Chiến tranh giữa hai bên quân đội đánh nhau, họ giết nhau vì giành quyền lực, vì lý tưởng, vì chủ nghĩa, vì dân tộc, vì thống nhất đất nước, cái đó tôi hiểu được. Đằng này, Việt Cộng lại giết dân, giết chính đồng bào của họ, mang đậm nét khủng bố mà cả thế giới đều lên án, cho rằng đó là những hành động xấu ác. Việc đó tôi hoàn toàn không hiểu được và cho đến tuổi gần đất xa trời rồi. Tôi vẫn chưa hiểu được lý do tại sao Việt Cộng có chủ trương giết chính đồng bào của họ. Quý vị nào hiểu được làm ơn giải thích cho tôi hiểu nhé, cảm ơn nhiều lắm. Viết đến đây, tôi sực nhớ đến tên gián điệp giặc tàu Thiếu tá Hồ Quang Hồ Chí Minh, hắn ta phải chịu trách nhiệm tất cả những việc khủng bố đã nhắm vào dân Việt Nam. Đây cũng là chứng tích. Bằng cớ Hồ Quang Hồ Chí Minh là một thằng giặc tàu. Nó chia đất nước Việt ra làm đôi bởi Hiệp định Geneva. Để Nam Việt và Bắc Việt nội chiến suốt 20 năm như trong bài Gia Tài Của Mẹ do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác vào năm 1965, có nghĩa đã từ năm 1945 đến năm 1965. Từ lúc tên gián điệp giặc tàu Hồ Quang Hồ Chí Minh cướp chính quyền từ trong tay của chính phủ Trần Trọng Kim. Cướp xong, hắn ta còn phát động chủ trương Việt giết Việt qua cải cách ruộng đất và nhân dân giai phẩm để Việt Nam ta nồi ra sáo thịt làm dân ta chết trên 3 triệu người ở cả hai miền Nam Bắc. Và sau tháng 4 năm 1975 đến nay, dư âm của cuộc chiến vẫn còn âm ỉ cháy cho đến tận ngày hôm nay, không biết khi nào sẽ bùng nổ trở lại. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn ngừng thổi. Ý tôi muốn nói, chế độ Việt Cộng vẫn cứ tiếp tục nuôi dưỡng gió hận thù dù đã 47 năm trôi qua. Chế độ Việt Cộng gồm những kẻ chiến thắng, họ nắm quyền lực nếu họ thi hành những chính sách tốt đẹp cho toàn dân. Tôi tin rằng chẳng ai dám chống lại chế độ. Hãy học bài học lịch sử của cuộc nội chiến Hoa Kỳ đi. Quý vị thử nghĩ xem. Theo Nghị định số 144/2020 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc ban hành từ 1 tháng 2 năm 2021 quy định cấp phép ca khúc miền Nam trước 1975 bị bãi bỏ. Phổ biến không cần phải xin phép nữa. Nhưng chỉ một năm rưỡi sau, bọn Việt Cộng nó tít còi một cụ bà 77 tuổi, cô ca sĩ Khánh Ly hát bài Gia Tài Của Mẹ. Đây cũng là một phiên bản khủng bố tinh thần một cụ bà 77 tuổi quá man dợ, quá hận thù cho một bản nhạc đã sáng tác cách đây 57 năm. Thô bỉ nhất vẫn là chế độ Việt Cộng tít còi nhạc phẩm Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà chế độ nó còn dựng tượng làm một con đường ở Huế. Làm một phố đi bộ ở Hà Nội mang tên của người nhạc sĩ tài hoa này. Điều này mọi người có thể khẳng định chế độ Việt Cộng đã cầm nhầm anh Trịnh Công Sơn là người của Cộng sản chúng nó.
Tôi chân thành cảm ơn nhạc sĩ trẻ Tuấn Khanh ở trong nước đã viết như sau, theo nghị định số 144 phần 2020 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được chính phủ ban hành từ 1 tháng 2 năm 2021. Có nói rõ rằng quy định bắt buộc cấp phép ca khúc miền Nam trước 1975 được bãi bỏ. Việc phổ biến không cần phải cấp phép nữa, hay nói cách khác là tất cả các bài hát được tự do trình bày. Bài nào đặc biệt có vấn đề sẽ có danh sách cấm riêng. Nhờ thế mà tôi đã tìm đọc nghị định 144 phần 2020 do Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc ký, vì có bầu cử đâu mà gọi là Thủ tướng Việt Nam. Sẵn đây tôi cũng cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh đã cho tôi thưởng thức bài Hãy gấp trang báo, hãy tắt tivi, tôi đã từng nghe rất lâu rồi nhưng chưa có dịp bày tỏ lời khen tặng. https://2.gạch chéo gạch chéo youtube.com/bfxmotqaasbjohttps://2.gạch chéo gạch chéo youtube.com/bfxmotqaasbjohttps://2.gạch chéo gạch chéo youtube.com/bfxmotqaasbjohttps/2.gạch chéo gạch chéo youtube.com/bfxmotqaasbjohttps/2.gạch 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 chéo youtube.com/bfxmotqaas
báo khỉ, báo của một đàn khỉ. Một con khỉ viết thế này, thì những con khỉ khác cũng bắt chước y chang như nhau. Chỉ cần đọc một tờ thôi, coi như sẽ đã đọc hàng trăm tờ báo khác. Chúng tha hồ ngốn tiền thuế của dân để làm một tờ báo. Chỉ một vụ cô Khánh Ly ca bài gia tài của mẹ tôi thấy toàn bộ báo chí của Việt Cộng đều nhao nhao lên một điệu tuyết còi Khánh Ly hay Khánh Ly bị tuyết còi. Tôi thấy diễn đàn N10 TV của anh Trương Quốc Huy nhận xét cũng đúng, gọi là đám báo chó, loại chó hùa cùng sủa một điệu gâu gâu để mấy tên giám đốc chủ bút nhà báo. Ký giả cùng chia chát tiền thuế của dân để bỏ vào túi tham không đáy của chúng. Hàng mấy chục tờ báo khỉ nó nhao nhao lên tít còi cô Khánh Ly. Mà chẳng thằng nào đã từng xem qua nghị định 144/2020 của Nguyễn Xuân Phúc ký. Vậy có phải đàn báo khỉ này nó đang tát tai vào mặt tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng nó? Bây giờ Phúc phải tính sao với cán bộ báo chí của mình đây? Tôi đề nghị Phúc nên giải tán toàn bộ những con khỉ đang làm báo này, không thể để chúng nó hỗn hào với Thủ tướng được. Tựa đề tôi đã viết thằng Việt Cộng nó vẫn là thằng Việt Cộng, bản chất của nó khủng bố thì nó vẫn còn mãi mãi giữ bản chất khủng bố của nó, không thể nào thay đổi được. Hình như có một chút xíu thay đổi từ khủng bố thể xác tiến đến khủng bố tinh thần một cụ già 77 tuổi như cô ca sĩ Khánh Ly. Đừng tưởng tôi quên nha, hàng trăm, hàng ngàn tù nhân đã và đang bị bắt giam vào tù như chị Nguyễn Thị Tâm, chị Cấn Thị Thêu, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Trịnh Bá Phương, anh Trịnh Bá Tư, thầy Nguyễn Năng Tĩnh. Cũng là một trò khủng bố thể xác đấy. Muốn dân đừng gọi là thằng khủng bố, thằng Việt Cộng dễ thôi, hãy rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam hay hãy giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Như ông Gorbachev bên nước Nga đã từng giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô. Lúc đó, Việt Cộng sẽ được gọi là người Việt Nam hay được gọi vắn tắt là người Việt, nước Việt Nam mình sẽ thanh bình biết mấy. Mong lắm thay, đó là sứ mệnh đoàn kết được dân tộc vì tất cả đều là người Việt Nam, không còn có một thằng Việt Cộng.